Ok, xin chào anh em, rất vui vì lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Lâm Vũ và bạn Dương Thanh Hương đã donate cho kênh qua Momo. Và anh em Lê Vinh Hiệp đã donate cho kênh qua hình thức Super Chat ở trên YouTube. Cảm ơn ba bạn rất nhiều. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn các anh em sau đây. Cảm ơn anh em Ngọc Nguyễn, anh em Hùng Bùi, anh em Phạm Xuân Ngọc, anh em Trần Đức Trung, anh em Hải Sơn Bùi, anh em Nguyễn Tân Phát, anh em Minh Nguyễn, anh em Nguyễn Duy Minh, anh em Hồ Khánh và anh em Thanh Trần đã tiếp tục gia hạn hội viên cũng như là đăng ký hội viên mới để ủng hộ cho kênh, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Nhân tiện đây tôi cũng xin được chúc mừng anh em Phạm Xuân Ngọc và anh em Trần Đức Trung. Anh em đã chính thức đạt được cái huy hiệu 15 ở trên kênh. Và như truyền thống ở trên kênh thì sắp tới sẽ có một cái clip tôn vinh các anh em hội viên mà đã đạt được huy hiệu 15. Thì các anh em Trần Đức Trung, anh em Phạm Xuân Ngọc, anh em muốn tôi làm cái bộ gì trong cái video tôn vinh anh em, tri ân anh em thì anh em hãy để lại cái phần comment nha anh em nhé. Hoặc anh em có thể inbox trực tiếp cho tôi ở trên fanpage. Đợt này thì có rất nhiều anh em đã đạt được huy hiệu 15. Đấy, sẽ có rất nhiều những cái video tri ân anh em. Ủa cái gì cơ? Cái gì cơ? Hai ông FC Tuấn Cơm. FC Tuấn Cơm là gì? FC Tuấn Cơm là fuck ấy hả? Ờ. Bù lao bù liều. Nhưng mà tôi vẫn sẽ phải lở một cái nụ cười thân thiện thôi. YouTuber đóng vai Hoa hậu Hòa Bình à? Dã man thật, vừa vào game có hai thằng nó fuck tôi. Không thể tin được luôn đấy. Dạo này mình lại có nhiều người ghét đến như thế cơ à? Ừ. Kênh dạo này nó cũng như là mở rộng nhiều, nhiều người biết đến, nhiều bỏ lạc. Ơ nhưng mà hai thằng này thành người Thái Lan mà. Ờ giời. Ảo thật đấy. Thế thì cũng chưa chắc là FC là fuck đâu anh em ạ. FC là cái gì nhỉ? Nói chung là từ từ đã, phải cái này chúng ta phải bình tĩnh anh em ạ. Thực ra tôi quen cái xử lý kiểu này rồi. Đấy, có thể là người ta nói cái khác nhưng mà mình hiểu nhầm. Đấy, cái này mình phải từ từ. Đấy, dần dần phải trao đổi dần dần. Câu chuyện nó còn dài anh hiểu không? Từ chat mấy câu đã để xem như nào, ý tứ của bạn như nào. Bạn tiếp tục chửi mình thì mình mới coi như là chú ý đến bạn thôi. Mình mới quan tâm, mình mới chăm sóc bạn thôi. Còn nếu mà từ từ đã thì xem nào đã. Bây giờ tôi nói thật với anh em là đấy, hai cái ông người Thái Lan cũng là biết tôi. Thì anh em biết là cái kênh của tôi bây giờ nó mở rộng lắm. Nhưng cũng chả biết là bây giờ như nào đây. Tôi thì tôi có fan ở Việt Nam nhá, đã chắc chắn rồi nhá. Thì fan Việt Nam thì có anti fan ở Việt Nam. I follow you in YouTube channel Game Today. Rồi. Ôi giời anh em, thế là cái tôi hiểu rồi anh em ạ. Đây là fan ở trên kênh Game Today người Thái Lan. U hai ông này luôn à? Hai ông luôn. Đấy. Để tôi xem là có cái icon nào đây nhá, icon này nhá. Dừng nào, ok. Hóa ra là đây là fan. Và cái FC đấy là gì anh em biết không? Fan club anh em ạ. Ui vãi cướp. Fan club của Tuấn Cơm ở Thái Lan. Ôi trời ơi anh em ơi tôi... Đấy nhá anh em thấy không? Không anh em lại cứ bảo tôi tinh vi, cứ bảo tôi coi như là sạo lìn sạo chó. Tôi đã nói với các anh em rồi, fan Game Today nó có ở khắp mọi nơi ở trên thế giới luôn, chứ còn không phải chỉ có ở Việt Nam mình đâu anh em ạ. Ở Việt Nam mà không có fan club của Tuấn Cơm mà ở nước ngoài có fan club của Tuấn Cơm luôn ạ. Vãi cứt. We have formed a group of fan who love you in Thailand. Ui trời ơi, lại còn thế nữa. Quá là bất ngờ luôn anh em ạ. Trời ơi. Nhưng mà tôi đang tự hỏi là xem là họ lập ra cái fan club đấy thì ở trong cái fan club đấy họ sẽ làm gì? Họ sẽ reaction những cái video clip của tôi. Hay là họ sẽ trao đổi với nhau về những cái line up mà tôi chơi. Liệu rằng có phải là như thế? Và khả năng hai ông này là cùng ở trong fan club ở đây. Hai ông Thái Lan ở trong cái trận đấu này là cùng ở trong một fan club. Tôi nghĩ là như thế. Thế thì trận này phải đánh cẩn thận thôi. Không được để fan club thất vọng anh em ạ. Bởi vì hai người này chưa chắc là duy nhất ở trong fan club. Anh em hiểu không? Rất có thể ở cái trận đấu này sau khi mà chiến xong ấy, đấy là có thể là họ sẽ chụp cái bức ảnh đấy ở trong cái trận đấu này và up lên trên group của fan club của họ. Đấy nên là mình phải đánh cẩn thận anh em nhá. Phải hết sức cẩn thận trong cái trận đấu này. Không biết là hai cái ông Thái Lan thì có party với nhau không nhỉ? Trong trận đấu này thì cũng có Việt Nam, cũng có Thái Lan.
đấy, với một vài cái lúc khác. Và trong game mình sợ nhất là gặp mấy ông Việt Nam thôi anh em ạ. Còn các cái lúc khác thì tôi vô tư, dễ mà. Ở trong cái bộ môn cờ quạt này thì Việt Nam chơi hay nhất rồi, không còn cái bộ môn nào hay hơn đâu anh em ạ. Người Việt Nam chơi cờ rất hay. Đấy, chỗ này đánh cẩn thận anh em nhá. Khả năng là tôi sẽ câu cái con gấu assassin hay sao gánh kèo đầu game. Đấy, đầu game thì bây giờ cũng chưa có cái Celesi nào cả, ngoài cái việc kích hoạt hai gấu. Đấy, còn tận dụng những con hai sao đó. Ô tôi chết, quên mất. Tôi mải tiếp fan ở Thái Lan mà tôi quên mất cái nhiệm vụ chính của video ngày hôm nay. Anh em thân mến, video ngày hôm nay cũng là một cái video đặc biệt, là cái video tri ân tôn vinh anh em Quang Trần, là một trong những anh em hội viên lâu năm TS ở trên kênh. Anh em Quang Trần chính là cái người thứ hai có được cái huy hiệu 25 hội viên ở trên kênh. Đấy, chỉ còn một vài ngày nữa thôi là anh em Quang Trần sẽ được cái huy hiệu đó. Thì vừa qua tôi có cảm ơn anh em Hải Biếu, thì hôm nay tôi cũng cảm ơn anh em Quang Trần luôn. Đấy, tôi xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất đến anh em Quang Trần trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua đã support ủng hộ cho kênh cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Anh em là một trong những hội viên công thần khai quốc ở trên kênh em tôi đây nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hy vọng là sau này anh em vẫn sẽ ủng hộ tôi như bây giờ. Và trong ngày hôm nay thì anh em Quang Trần cũng có mong muốn là tôi sẽ làm một cái bộ theo cái sở thích của anh em. Tuy nhiên là tôi sẽ chưa tiết lộ anh em nhá. Tôi sẽ tiết lộ sau khi mà chúng ta form được đội hình. Ok, let's go. Hiện tại chúng ta chưa kết hợp được cái Celesi nào cả. Tuy nhiên là chúng ta có 2 sao. Đó chính là cái lợi thế đầu game anh em ạ. Và cái khả năng là đánh chuỗi thắng nó là cao nha anh em nhá. Khi mà chúng ta có thể kẹp ở đây là 3 assassin. Đấy, sắp tới là sẽ có thể kẹp được 3 assassin. Round sau là tôi có thể up 6 và lúc đấy chúng ta sẽ kẹp được 3 assassin vào đội hình. Đấy, vừa có đam vừa có tăng cơ rất khỏe. Ok, đầu game như này ổn áp đấy. Mặc dù là chúng ta chưa có một cái Celesi nào nó gọi là quá khỏe. Đấy, chưa có luôn ấy, không có luôn. Ở đây chúng ta mới chỉ coi như là kích hoạt được cái bộ Fanda thôi. Full Fanda thì nó không có tác dụng gì ngoài việc gọi gấu. Rồi, 3 assassin vào đã anh em nhá. Trận này nói chung là tôi sẽ phải đánh tử tế, bởi vì trận này là có fan club của tôi ở bên Thái Lan đấy anh em ạ. Phải đánh hết sức tử tế anh em nhá. Không được để fan nước ngoài chê cười. Đấy, đánh hết sức là tử tế luôn. Đấy, mà sẽ tử tế hơn nữa nhá. Nếu mà bây giờ ra cho tôi con gấu assassin 2 sao thì tôi nói thật với anh em là nó gọi là mắc tử tế. Ui cái gì kìa. Ui rồi. Ui rồi anh em ơi. Thế tôi nghĩ là chôn rồi. Không biết có phải cái thằng này nó chôn tôi không nhỉ. Hai cái thằng Thái Lan vừa lấy nhá, thì nó bảo là nó fan của tôi ở bên Thái Lan ấy, ở cái club ở bên Thái Lan đúng không? Có thằng cái béo đấy, nó còn bảo là nó là trưởng fan club ở bên Nga luôn anh em ạ. Ui phải cướp. Nghe có cái mùi gì đấy chôn, rất là chôn ở đây luôn. Phải không? Chắc chôn anh em ạ. Dã man thật sự. Nhưng mà ít ra thì người ta cũng biết đến tôi, đúng không? Ít ra cái thằng Nga này nó cũng biết đến tôi. Đấy, còn có thể là nó đang trêu tôi. Nhưng mà không sao, như thế là cũng vui rồi anh em ạ. Kênh tôi không thể tin được luôn đấy. Vào trong con game mà coi như là gặp fan club Liên Hợp Quốc như này. Phải nói thật với anh em là lần đầu tiên trong lịch sử luôn, khi mà tôi làm video clip và tôi gặp cái con game mà nhiều fan đến như thế, mà là nó còn khắp nơi trên mọi miền thế giới. Mà phải cướp luôn. Có khi nào mà phải coi như là bế quan một thời gian đâu nhỉ, để cho nó im ắng một thời gian xong rồi làm clip tiếp không nhỉ. Chứ như này sợ lắm anh em ạ. Mỗi lần làm clip và bao nhiêu người ta chú ý đến thì nói chung là tôi cũng hơi run. Phải nói thật với anh em là như thế. Còn thằng Atti chưa gặp. Atti chơi gì? À thằng Thái Lan này. Ui, đang ở trong fan club của tôi đấy. Atti chơi beat à. Đội hình khá là mạnh, chắc là tôi sẽ up cấp thôi anh em ạ. Up cấp lên cho con Tabu vào. Tabu lên 2 sao rồi, không để ngoài đâu. Đánh cẩn thận anh em ạ. Giữ chuôi cả. Với căn bản cái trận này tôi cũng muốn là chơi nó cẩn thận, tử tế. Biết đâu lên diễn đàn reaction ở nước ngoài. Nói thật đấy. Không biết được đâu, không biết trước được cái điều gì đâu anh em ạ. Có khi là gặp fan, sau đó là fan họ sẽ up cái trận đấu này lên trên cái group nào đấy ở bên nước ngoài, ở trong cái bộ môn này này. Tôi nghĩ là như thế, nên là đánh cho cẩn thận nhá anh em nhá. Đánh hết sức cẩn thận cho tôi.
Trận đấu này thì vẫn là đang trên cái con đường là phục vụ anh em Quang Trần, tri ân anh em Quang Trần. Đấy, để xem là tôi chơi cái gì nhá anh em nhá. Vẫn làm tốt cái công việc đó chính là tận dụng như con được cho. Anh em nhìn thế thôi nhưng mà không phải như thế đâu anh em. Đấy, tí nữa anh em sẽ biết cái đội hình. Tôi không muốn tiết lộ trước. Ok, nó sẽ mất đi cái phần nó là kịch tính cũng như là bất ngờ, cái tính bất ngờ trong game nhưng mà tôi chuyển bài. Đó. Ok đấy, nhưng mà nhớ nha, lên nhớ là cái thằng fan người Nga ấy. Cái thằng fan người Nga bây giờ nó đang top 2, nó cũng đẩy đến 7 rồi. Đấy, có vẻ nó rất là muốn đớp tôi đây. Rất là muốn đớp đây. Nhưng mà có nhiều khi tôi cũng tự hỏi là ngoài cái fan ở nước ngoài ra thì liệu rằng là có anti fan ở nước ngoài không? Tôi nghĩ là cũng có đấy. Cũng có đấy anh em. Đấy là cũng không biết ở đâu. Không biết là fan này là anti fan thì cái này cứ phải từ từ đợi tí. Đấy, nhưng mà khả năng là nó áp 7 thế kia là muốn đớp tôi lắm rồi đấy. Phải hết sức cẩn thận anh em nhé. Phải hết sức cẩn thận. Nói chung là bây giờ thì tôi có một cái hàng tăng cơ rất cứng ở phía trên, kèm theo đấy là 30% giảm sát thương của cái sát thương kỹ năng ấy từ cái bộ cá, nên là khá là trâu. Nói với cái độ trâu thì rất trâu rồi. Đam thì nói chung là nó cũng có đam từ con tabu này, con gấu này đấy, và con cáo đấy, thậm chí là có cả con zipper cũng có thể gây đam đó. Ba con ốc thì cũng gây đam được. Đó. Tôi sẽ form dần sang 6 assassin anh em nhé. Tất nhiên là nó sẽ phải 2 sao thì mới thay. Chứ còn bây giờ thì như thế này thì nó vẫn khỏe hơn anh em ạ. Đấy, với ở đây là 4 con tăng cơ ở phía trên 2 sao thì nó vẫn khỏe hơn. Là cái việc chúng ta bây giờ bán hết những cái con 2 sao đi xong rồi cho cái bộ assassin vào thì nó sẽ rất yếu. Đấy, gấu assassin lên 2 sao thì có thể làm như thế được. Đang đợi con gấu đây anh em. Còn đúng một con nữa thôi. Bây giờ một ra trái trứng tôi cũng đập trứng cho gấu luôn đấy. Trận này có cái thằng Trung Quốc. Thằng Trung Quốc này nhá, nó có một cái avatar hình con Doom. Nhưng mà cái avatar này là avatar của mùa 1. Tức là thằng này chơi rất lâu rồi. Avatar này là chỉ có những ai mà khi mà game nó mới phát hành ấy, ở mùa 1, mùa 2 nó mới có cái avatar này thôi anh em ạ. Đấy. Cái loại mà avatar mà hình kiểu icon, kiểu icon chat như này này, nó có được rất lâu rồi. Và sau này nó không có sản xuất nữa, không mua lại nữa, nên là đây khả năng là một cái người chơi lâu năm, người chơi Trung Quốc lâu năm. Đấy, mà lại biết kênh của Tuấn Cơm, thế thì cũng căng nhỉ. Đó. Ây da, ui, cẩn thận nha. Kinh nhá. Biết rồi. Sợ đấy, sợ đấy. Cái thằng này khả năng cao. Chính xác là nó fan bê tông ở trên kênh luôn. Anh em ạ, vừa hôm qua tôi vừa mới ra clip là Glacier kẹp Hunter ấy, kẹp với cả Siren nằm co ấy, chơi luôn bộ đấy, khả năng cao. Fan cứng luôn đấy, clip nào cũng xem, tôi nghĩ là như thế. Đang thực hành lại này, đang thực hành lại cái bộ đấy. Đấy, sức cẩn thận nhá. Đấy, thấy nhìn thấy ở trong cái hàng chờ à, ở trong cửa hàng ấy. Đấy, pick cái con Fortuner Teller với con Tetsulami là tôi biết rồi. Không sao, hôm nay tôi chơi cái bộ khác là mạnh hơn cơ. Anh em Quang Trần thích bộ này lắm này. Đấy. Và hôm nay tôi cũng test luôn để xem là liệu rằng nó có phải là vô địch không nha anh em nhá. Có đấm được cái Glacier kết hợp với cả con Siren không? Đấy. Thực ra thì Glacier kết hợp với Siren tôi đánh giá nó cũng không phải là siêu late game, không phải quá mạnh, nó chỉ gọi là ổn định thôi anh em ạ. Ổn định top thôi. Chứ còn nói là siêu late game để mà gọi solo ấy, thì cái bộ đấy nếu mà không chuyển ấy, thì cũng chả ăn được cái bộ nào siêu late game đâu. Kể cả là Insectoid, khó lắm. Khó lắm anh em ạ. Chưa tính đến là Insectoid đâu. Ngay kể cả bản thân cái bộ 9 Warrior nó cũng khá khó để có thể ăn được nếu mà không có đồ hút máu. Nên là tôi nghĩ là cái bộ đấy anh em chơi giải đấu thì ok, bởi vì cái tốc độ nó nhanh ấy. Còn nếu mà chơi rank thì cái tốc độ ở trong rank nó trong game nó dễ form bài lắm. Nên là cái bộ đấy thường nếu mà late game gặp mấy cái bộ kia thì khả năng toang nó cao. Rồi. Rồi được rồi, bây giờ tôi sẽ làm. Ở đây là có cái búa xét nào cũng ngon này. À, bây giờ ghép cái búa xét cho con này không? Chém lan rồi, búa xét thì cũng ngon. Ok.
Hay là cái hút máu nhỉ? Thôi lấy búa xét đi anh em ạ. Thôi lấy búa xét. Chém lan là búa xét này này. Ở đây thì có một cái BKB này, cũng như là dây chuyền kháng hiệu ứng là cũng ngon anh em ạ. Có nên lấy luôn hay là đợi nhỉ? Thực ra cái món đồ đấy có thể để sau cũng được. Nếu mà muốn giữ được cái chuỗi này thì cái món đồ đấy thêm vào nó cũng không có gia tăng cái sức mạnh nhiều anh em ạ. Nó cũng không mạnh lắm ở cái giai đoạn này. Cái dây chuyền kháng hiệu ứng ấy, nó chỉ mạnh ở giai đoạn nó gọi là late game. Nó kháng cái khống chế thôi, chứ còn bây giờ cái tầm này thì khống chế nó chưa nhiều. Chúng ta ghép sau, chúng ta đợi ghép, ví dụ như ghép được cái giáp thép thì cũng ngon. Từ từ đã, nhá anh em nhá, từ từ đã. Đấy, gặp cái thằng người Nga này. Mất chuỗi không? Khả năng mất chuỗi là cao. Chơi Warrior. Được không? Ủa không được rồi anh em ơi, thua. Thua, thua. Ơ được không, được không? Được, vẫn được anh em ơi. Ôi giời ơi, vẫn được. Này lên nhớ tôi kẹp Metalist rồi. Đấy nhá, ok chưa? Quá ngon nghe. Được đấy. Ơ, này là chúng ta còn có cả 3 Feather này. Từ từ nhá. Bây giờ bỏ con gì nhỉ? Hay là lên 9 luôn, kẹp 6 Assassin. Đủ 6 Assassin nữa. Này đủ 6 Assassin rồi, lên 9 luôn không nhỉ? Còn chưa gặp cái thằng chuối cộng 7 đâu. Khả năng nếu mà dí lên 9 luôn thì nó cũng vẫn rất là ok luôn. Mà đây bây giờ đang có mấy con 2 sao ấy, bây giờ bán đi hơi phí. Vẫn chưa được anh em ạ. Cảm giác như là bây giờ bỏ 2 sao ra thì nó yếu hơn. Từ từ đã. Mà này to này. Này beat to phết đấy. Cũng có gấu assassin rồi. Ok, bứa được vào con cây là xong rồi. Hay quá. Quá tuyệt vời. Ui, thằng kia mất chuỗi mất rồi. Thôi từ từ đã. Xem nào, bây giờ lên 9 luôn thì chúng ta giữ được cái chuỗi này, nhưng mà chúng ta sẽ không cắt được chuỗi của đối thủ. Nhưng mà chúng ta có được một cái bộ Feather nữa thì nó cũng ok anh em ạ. Tôi chưa cho 6 Assassin vào đâu. 6 Assassin bây giờ toàn kiểu tiểu học ấy. Yếu lắm. Chưa cho vội anh em nhá. Đấy, tôi có 5 con Assassin với 2 con Wizard ở đây rồi. Là kích hệ được, nhưng mà thôi từ từ. Tí nữa là 6 Assassin kẹp với cả 4 cá đấy. Nhưng mà cứ từ từ nha anh em nhá. Chưa được đâu. Ui, gặp thằng Lugia này. Lugia này có vẻ to. Ây da, gấu 2 rồi à? Đỡ được không? Ê, đừng có mất chuỗi rau này nhá. Ui, có thằng bay rồi kìa. À, cái thằng đấy boss. Thằng đấy boss. Boss rồi. Hay quá nhờ anh em nhờ. Tôi giữ chuỗi được này. Vẫn giữ được 100% máu luôn. Ôi rồi ôi, ra con này. Thế thì thôi. Rồi, xác định luôn nhá. Cái chuỗi này còn giữ được tiếp. Đưa cho assassin vào luôn cũng được. Có lên 2 sao rồi anh em ạ. Lên level 9 nó đủ slot rồi. Rồi. Cái con Taboo Witcher giải tán à. Đấy, ok. Này là ok rồi. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. 6 assassin. Rồi, đồ tôi từ từ đã. Round 19 rồi anh em. Đợi lốt cái round này đi. Round sau chúng ta ghép cho nó tròn đồ. Rồi. Đây rồi anh em thấy không? Glacier tròn kẹp với cả Medusa đây này. Đấy, tí nữa nó sẽ là như thế đấy. Đây là căng đấy, căng đấy, căng đấy. Căng đấy. Chưa có cái cửa nào cắt được chuỗi của tôi. Anh em nhớ có fan club thì anh em chụp ảnh clip này nhá, up lên nhá. Dã man thật sự. Rồi. Tôi dí lên 10 luôn đấy anh em ạ. Chuyện này tôi không có lang thang ở level 9 đâu. Tôi chuẩn bị lên 10 luôn rồi. Lên 10 tôi sẽ chuyển dần về cái bộ anh em Quang Trần yêu cầu. Đấy. Sắp rồi. Round sau có khi tôi lên 10 luôn đấy anh em ạ. Lên 10 kẹp vào 4 cá. 4 cá. 4 cá 6 assassin đúng không? 4 cá 6 assassin ở level 10. Bỏ 2 wizard vào, bỏ cá vào. Hợp lý.
cái mục đích ở trong cái trận đấu này là tôi đã chuyển về cái bộ của anh em Quang Trần yêu cầu. Mà trong cái bộ của anh em Quang Trần yêu cầu thì nó có tới 2 con 5 đô cơ. Nên là tôi cứ lên 10 drone thôi anh em ạ. Đang xanh cứ lên 10 drone thôi. Ăn 10 sớm tỷ lệ ra 5 đô nó cao. Xác định là nếu mà bây giờ mất chuỗi thì nó vẫn cứ là vô tư. Máu còn nhiều. Lên 10 luôn nhá. 4 cá luôn không? Đấy, như này là sẽ có 4 cá này. Khỏe lắm anh em ạ. 4 cá là có 6 tầng phúc âm là giảm tới 90% sát thương ma pháp ấy. Rất khỏe. Rồi. Tôi ghép được luôn cái kháng này. Dây chuyền kháng luôn. Đấy, chúng ta lấy được cái dây chuyền giải hiệu ứng. Rất là ngon. Ở đây xem có cái món đồ gì nữa. Có một cái BKB và thậm chí là ở đây là chúng ta có thể ghép được một cái MKB. Gợi như ý trong tương lai. Cấp điên cũng có thể ghép được hoặc là có thể ghép được cái hút máu cuối. Từ từ đã anh em nhé. Chuyện này khả năng có Warrior nên là tôi sẽ để dành. Chưa biết. Không ghép vội đâu. Tí nữa có thể là hút máu cuối để đánh với Warrior. Giáp thép này. Ui có giáp thép luôn này. Lấy luôn không? Cũng được. Giáp thép là cũng ổn luôn á. Đấy, được anh em ạ. Rồi. Dần dần những cái món đồ nó sẽ về đúng cái giá trị của nó đó. Khi mà nó hiện ra tôi sẽ ghép hết. Nhưng mà cứ từ từ. Tôi muốn ghép là nó phải thật chặn đồ anh em nhá. Bây giờ chưa cần thiết phải lấy sớm. Trong khi chúng ta vẫn đang rất khỏe, chúng ta có chuỗi. Ta đang giành chiến thắng và chúng ta đang hướng tới là level 10, 50 đô anh em ạ. Dã man già con Ember đúng không? Con này gọi là Ember nhưng mà tôi gọi là con gấu assassin cho coi như là thân thuộc với anh em. Đấy. Các anh em Dota thì không phải ai cũng chơi Dota nên là không biết đâu. Tôi gọi nó là con gấu assassin thì bây giờ nó lên 2 sao nó gánh tôi vãng cướp luôn anh em ạ, từ lấy đến giờ. Quá đã luôn. Lên thì con này 2 sao thì gần như là chúng ta có thể chơi bất cứ cái layup nào mà chúng ta muốn. Chúng ta chuyển dần về thôi. Đấy, cứ giữ máu đầu game đã, sau đó đi chuyển dần. Rất là phấn khởi luôn khi mà trận đấu diễn ra một cách rất là êm đềm. Có lợi, cái hướng này rất có lợi cho tôi nhá. Rất có lợi cho tôi và rất có lợi cho cái việc là PR kênh của tôi ở trên cái những cái nhóm gọi là fan club Liên Hiệp Quốc của tôi. Tí nữa là hy vọng là các anh em yêu quý tôi nhá. Các anh em ở trong game này sẽ reaction, sẽ up cái kết quả trận đấu này đấy. Lên trong những cái nhóm của anh em. Được đấy. Quá anh em ạ. Đùa, gặp một trận đấu dễ nè. Nhưng mà tí nữa tôi sẽ không chơi cái bộ này anh em ạ. Tí nữa tôi sẽ bán cái con gấu assassin thôi. Ôi xong rồi, Hunter đi luôn này. Trời ơi, Hunter gặp con gấu assassin này đúng là gặp bố luôn. Bố Linh ở phía sau khoét một phát chết luôn. Căng thật sự. Rồi. Cứ bình tĩnh. Cớ vẩn là còn giữ được đến round thứ 26 cơ anh em ạ. 50 tiền thật mà. 50 tiền ở level 10 luôn. Bây giờ mà gặp cái thằng top 2 sao? 9 Warrior có thua không nhỉ? Khả năng thua đấy. Tầm này chưa đánh được anh em ạ. Tầm này thì phải 6 cá mới đánh được cơ. Lên được 6 cá mới đánh được. Nhưng mà 6 cá thì nó phải có cái con Tetsulami. Gấu Assassin không đánh được 9 Warrior đâu anh em ạ. Gấu Assassin bị đấm như con. Ui gặp luôn ạ, đen thế nhờ. Xong rồi. Mất chuối, thua. Không đánh được. Ui mất nhiều máu đấy. Từ từ bình tĩnh nhảy phát nữa được không? Bị đùm rồi. Giời. À lên nhảy được phát. Thế thì cũng được. Mất chuối cộng 17 rồi. Rồi nhưng mà không sao, tôi có 50 tiền. Cái quan trọng là tôi có 50 tiền, tôi xoay bài thế thôi. Tầm này tôi cần gì cái chuỗi nữa đâu. Level 10 50 tiền. Xác định luôn top 1 anh em ạ. Ui một ông ở trong fan club của tôi ra đi rồi kìa. Đấy, cái ông Atti kia là ở trong fan club của tôi đã. Ở trong Thái Lan đấy. Đấy, người Thái Lan. Hai ông này là hình như đồng đội của nhau rồi phải.
Ông này thua vẫn chưa quit thì khả năng là đồng đội rồi. Anh em đã đoán được tôi chơi cái gì chưa? Nếu tầm này chắc anh em đoán được rồi. Nhưng mà thôi, cứ từ từ anh em đã đoán được cứ đoán, anh em chưa đoán được thì từ từ anh em đợi nhá. Tôi nghĩ là anh em sẽ đoán được thôi. Máy up này khá hay đấy, để test đấy. Ủa, không có đồ này, chán thật. Rồi thôi thôi anh em. Từ từ đã. 50 tiền roll anh em ạ. Không phải vội. Ở đây tôi ghép vào cái gậy như ý này anh em này. Cho chốt gậy như ý luôn nhá. Đồ cam chỉ lấy được cái gậy như ý thôi. Thôi lấy luôn đi. Đấy, hợp lý không? Tôi đợi đến cái lúc này tôi ghép đó là rất hợp lý luôn. Được cái gậy như ý. Ở đây ghép được cái bling luôn này. Nhưng mà thôi tôi sẽ ghép cái này. Cái này ngon hơn. Cái bling thì tí nữa tôi cũng sẽ không cần lắm đâu. Anh em ạ, đừng tụm vào lấy giáp thép khỏe hơn. Bling ra chính ra co ấy, là cầm giáp thép nó bay đằng sau rồi nó phí giáp thép ra. Rồi. Ơ đừng bảo thua này nhá. Ôi thằng này 6 cá khỏe phết đấy. 6 cá kẹp cọc anh em ạ. Càng. Anh à, càng đấy, càng đấy, càng đấy. Ở đâu mà có 4 cá, 4 cá kẹp cọc và khỏe đấy nhỉ. Điêu thật, gấu assassin còn thua. Thế thế nào? Nhưng mà cái tầm này tôi thua, tôi cũng sẽ không mất nhiều máu đâu anh em ạ. Nói chung là cũng vô tư. Đấy, cho đến khi chúng ta form được đội hình thì tôi nghĩ là chắc là tôi có khoảng 50 máu. Tôi còn 50 máu nữa cơ. Bây giờ còn 86 máu 50 tiền cơ mà. Chả may mà nó tụt xuống 50 máu thì chắc là tôi sẽ xả hết cái đống này luôn. Đấy, nhưng mà bây giờ cứ từ từ anh em ạ. Bây giờ để bọn nó giết nhau thôi. Anh em hiểu không? Bây giờ để bọn nó giết nhau thôi. Đấy, cái thằng Thái Lan nó chuyển sang cái bộ Glacier kẹp với Siren rồi kìa. 6 Glacier kẹp Siren, nhưng mà Siren ấy nhiều người chơi anh em hiểu không? Đấy là cũng chưa lên được 2 sao thì nói chung là cũng không sợ. Phải lên được 2 sao mà 2 sao tôi cũng không sợ. Đấy, Siren nó bắn nhỉ. Này thì bắn này vừa bớ phát vào chết luôn. Không, thằng này đang dồn đồ cho cái con ui càng đấy. Loạn kiếm phân thây à? Càng Velomancer dồn đồ. Khỏe. 6 Glacier dồn đồ cho Velom. Càng phết nhỉ. Đây rồi. Con cáo lên được 2 sao. Con cáo này tí tôi bán thôi anh em ạ. Chắc là tôi sẽ roll một vài cái xuống 40 tiền đã để xem nó như nào đã anh em nhá. Từ từ đã. Kiếm hồn này. Nhưng mà thôi không chơi. Trận này không chơi kiếm hồn. Rồi từ từ đã. Up con cáo này lên 2 sao. Up cáo này lên 2 sao cho vào giữ máu à. Cáo này sớm muộn thì tôi cũng bán thôi anh em. Rồi chơi tạm thôi, nhưng mà con này mà up lên 2 sao thì nó sẽ bị lỗ tiền nên là tôi cũng đang hơi cân nhắc một chút. Dù sao con cáo 2 sao thì nó cũng gây được một cái lượng đam nó tương đối. Đây này, gặp cái bọn 9 Warrior là chúng ta sẽ lại mất nhiều máu thôi. Boom 2 sao rồi. Rồi mất vừa vừa thôi. Nhảy lên phát lửa nào. Đúng rồi. Đấy. Đấy. Ô được phát lửa này. Đúng để nó đúng. Được. Ui hay quá. Được phát lửa. Đấy. Chứ chém lốt một con nữa đâu. Lọt một con thôi. Lọt một con thôi. Hay quá. Thật đấy, mỗi round nó chỉ mất có chút xíu máu. 4 máu thôi anh em ạ, mỗi round còn lâu mới chết. Ui, trận này lên được cáo 3 anh em ạ. Mà rất tiếc là tôi không chơi cái bộ Assassin. Trận này tôi đang dần chuyển về một cái line up mà rất là hay ho anh em nhá. Đấy, nên là tôi không có mua cáo nữa. Mặc dù nếu mà trận này, nếu mà không phải là một cái làm cái content ấy, thì chắc chắn là tôi sẽ chơi là 6 Assassin kẹp với cả 6 cá luôn. Đấy, 6 Assassin 6 cá. Rồi con cáo lên được 3 sao chẳng hạn. Gánh kèo. Đại loại là như thế. Giật tít là nó sẽ là như thế. Nhưng mà trận này tôi chuyển sang cái bộ khác. Nó hay lắm anh em. Cái bộ này đang muốn test để xem là liệu rằng cái lổ cá này nó có lổ một phát trên luôn không nha anh em nhá. Tí nữa. Đấy, gợi ý đến như thế chắc anh em cũng đoán ra rồi.
cái lổ cá này bình thường nó chỉ là gây ra 100 đam, nhưng có khi nào mà 100 đam ấy của một cái tầng phúc âm ấy đấy, chưa nhận đam thì nó sẽ là 100 đam, thì liệu rằng 100 đam đấy nó có thể chuyển hóa thành là một phát chết luôn không? Thì từ từ đã, chúng ta test thử phát, tôi cũng chưa biết. Đây là chơi là còn 6 cá kẹp với cả 4 cọc. Càng phết nhờ, khỏe đấy. Ui đây rồi anh em ơi, thôi được rồi, biết rồi nhá. Anh em biết. Ui trời ơi, thôi rồi chuyển luôn. Anh em ơi, chưa có 6 cá. Vấn đề con Tesu là đã ra đâu. Khổ. Cũng chưa chuyển được, phải có Tesu Lami mới chuyển được cơ. Chứ có Tesu đâu có chuyển được đâu. Sao sao hy vọng ra có Tesu Lami cho tôi chuyển nhỉ. Mà giả sử nếu mà không có Tesu ấy thì chơi 4 cá kẹp với cả 4 Metalit thì có được không? Nói đến đây thì chắc là anh em cũng đã biết là tôi chơi cái bộ gì rồi. Và xin giới thiệu với anh em hôm nay, trong cái clip tri ân anh em Quang Trần, tôn vinh anh em Quang Trần, thì tôi sẽ làm cái bộ 6 cá kẹp với cả 4 Metalit anh em nhé. Và đó là yêu cầu của anh em Quang Trần. Đấy, quá hợp lý luôn anh em ạ. Rồi. Rồi, chém lan thôi. Chém lan thôi. Ui đây rồi. Nó lại hợp lý đến cái mức độ như thế cơ à. Ui trời ơi anh em ơi. Thiên thời địa lợi nhân con nhà bà Hòa luôn. Ui giời. Ảo thật đấy. Ổn luôn anh em. Thậm chí là chúng ta còn thừa một slot để cho con Light Spirit vào. Đấy, nó còn đến cái mức độ như thế cơ mà anh em. Tức là chúng ta ra là một cái đội hình form Selezy mà mắc binh luôn ở cái round 31. Ok. Quá tuyệt vời anh em ạ. Thôi thế thì bây giờ chúng ta test thêm cái điều này nhá anh em nhá. Mà tôi muốn test đấy chính là liệu rằng những cái con Metalit sau khi nó lổ đam từ cái bộ 6 cá ấy, nó có được cái hiệu ứng của cái bộ Metalit không? Có nghĩa là lổ đam thì là giảm một lửa máu ấy, sau đó thì là có thể là kill một phát chết luôn nếu mà máu dưới 50%. Thì không biết có phải như thế không nhỉ anh em nhỉ. Rồi để xem. Ui bị hack rồi kìa. Ui nhưng mà anh em ơi. Bị hack nhưng mà cá nó lổ đam phát chết hết vô địch luôn. Ui anh em ơi, nhìn cái con Velo mày khâu này. Dã man thật sự, nhìn nó cứ bập. Chiến đấy, căng phết nhờ. Khỏe đấy chứ. Velo kết hợp với cả 6 Glacier dồn đồ càng. Về đấy. Ui được rồi, hay quá nhờ. Một con Light Speed nữa thôi. Đây rồi, hay. Vậy là chỉ còn con ngộ không nữa thôi. Trứng này sẽ cho ngộ không và sẽ cho Tesu anh em nhá. Quá tuyệt vời luôn. Ui lại ra Light Speed này. Chợ lại ra nhiều Light Speed phết. Rồi, run lốt rồi anh em ạ. Tôi sẽ run lốt để tôi kiếm ngộ không. Đây rồi. Hay quá đi mất tôi anh em ơi. Chợ này đúng như kiểu là nó gọi là thiên thời địa lợi nhân của nhà bà Hòa luôn anh em ạ. Cái gì cũng có trong cái trận đấu này, đúng không? Thật là như thế luôn. Rồi ở đây nó sẽ là một cái bước chuẩn bị nha anh em nhé. Có thể chúng ta sẽ phải đánh với cả 9 Warrior late game để chuyển sang 6 đá cho nó an toàn. Rồi. Có cắt lổ chuối thằng này không? Xong. Đúng thật luôn anh em ạ. 6 cá này nó không sợ 9 War đâu, nó phản lại cái phản của 9 War luôn. Khỏe lắm anh em ơi. Rồi. Sẽ là như thế. Sẽ ra đát. Trứng này có thể đập cho đát Spirit 2 sao cũng được anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị là cái bộ 6 cá hoặc là cái bộ 6 đá 6 Spirit ấy. 6 cá và 6 đá. Chúng ta sẽ đá qua đá lại cho nhau. Đấy, đợi xem là đối thủ như nào, có counter lại chúng ta không thì chúng ta sẽ chuyển qua chuyển lại thôi. Còn bây giờ thì anh em cứ để ý cho tôi nhá, xem là cái bộ 6 cá kết hợp với cả 4 Metalit ấy, thì liệu rằng là trên người những cái con Metalit đấy nó lổ thì nó có giết luôn không đối thủ không? Bởi vì những cái cú lổ ấy của 3 con Metalit mà nó đứng cạnh nhau như này nó sẽ nổ 3 phát ấy, 3 cái stack. Thì cái ví dụ như cái phát đầu tiên ấy nó sẽ chia đôi máu, thì cái phát thứ hai liệu rằng là nó có thể giết chết đối thủ luôn không? Đấy, thử xem. Ua anh em ơi. Nhìn lổ ác phết đấy anh em ạ. Con ốc phát vào mất lửa máu rồi kìa. Đấy. Ui nhưng mà thằng này chắc đi rồi.
sáng tạo của chúng tôi. Kẹp 4 cọc kẹp với cả 6 cá anh em ạ. Cũng khá là sáng tạo đấy, nhưng mà khả năng là bay màu là cũng cao. Sáng tạo này là sáng tạo xuống hố rồi. Không ăn thua. Có thể là counter con này đánh gần đúng không? Nhưng mà tôi còn có những cái con đánh xa mà nó phá cọc nhanh lắm. Rồi. Tầm này mạnh rồi có khi lại giữ tiền anh em ạ. Được chứ nhỉ anh em nhỉ? Anh em thấy có được không? Tôi cũng nhìn nó cũng không rõ lắm đâu. Anh em có thể là anh em xem ấy thì đó là cái bản phiên bản video thì anh em tua chậm lại nha anh em nhá. Anh em tua chậm lại những cái cú mà nó gây sát thương ấy. Đấy, nó giảm 1/2 máu hay là nó kill luôn ấy thì chắc là phải tua chậm lại thì mới biết được. Chứ còn đánh như cái trận đấu diễn biến nó nhanh như này thì tôi cũng không nhìn kịp đâu anh em ạ. Chúng ta quan sát không thể kịp được. Đấy rồi. Lại Glacier này. Ui quả này lổ thì khả năng là bay màu rồi. Đúng thật luôn. Ui nhanh lắm anh em ơi. Trông cái bộ này nó gây sát thương quá khủng khiếp luôn anh em ạ. Bộ này khả năng nó phải là tier S, mà không những là S mà nó phải là 10 chữ S luôn. Không phải là 1 chữ S nữa đâu anh em ạ, tier 10 chữ S rồi. Quá khỏe luôn. Bộ này chắc là nó thay cho cái bộ bất lão 6 đỏ kẹp với cả 4 metalit ấy ở meta trước ấy. Quá kinh khủng. Bây giờ nha, chúng ta biết được cái vụ là nổ đam và giảm 1/2 máu của bộ Metalist ấy, hay là nổ đam cá mà giảm coi như là kill luôn ấy, thì là cái bộ này tôi xếp luôn vào cái bộ là mạnh nhất trong game luôn nhá. Không biết là có phải không, tôi vẫn chưa rõ anh em ạ. Tầm này nhìn nó nói chung là nó bị nhanh quá ấy. Nó sẽ bị lẫn với những cái cú đập của con Ngộ Không đánh hơi nhanh. Không những đánh nhanh mà nó còn đánh kiểu đấy. Đấy anh em thấy không, nó cũng lổ luôn. Không biết được là cái lổ đấy có phải là lổ giết luôn không. Nó nhanh quá anh. Ui Tetsu lại cũng lên được 2 sao nữa rồi anh em ạ. Trận này nó cũng phải gọi là cái gì, cháu nhà phát hành con nhà phát triển à. Đấy, thiên thời địa lợi nhân con nhà bào hòa luôn. Không có một cái gì có thể chê được ở trong cái trận đấu này luôn. Dã man một cái trận đấu mà gặp toàn fan, sau đó lại được nhà phát hành độ nữa. Khả năng là nhà phát hành là muốn PR cho kênh của tôi đây rồi anh em ạ. Nhà phát hành độ để cho kênh của tôi nó lên đề xuất đây. Được của nó anh em ạ. Đúng cái trận nhá mà gặp nhiều fan ở trên toàn thế giới. Không biết là trong những cái club đấy thì có bao nhiêu fan, nhưng mà sau cái trận đấu này thì tôi nghĩ là mấy anh em kia chắc là cũng là chụp ảnh up lên đấy, tôi nghĩ là như thế. Anh em nhìn hai cái ông mà chào tôi ấy, cái ông người Nga thì đang top 2, còn cái ông người Thái Lan ấy thì đang top 3. Có nghĩa là họ đều vào top. Đấy, họ là những cái người mà tôi phải nói thật với anh em là nếu mà chào như này thì khả năng là cũng là fan bê tông ở trên kênh Game Today, và họ chơi và họ được vào top. Nó có rất nhiều cái mà đáng để suy ngẫm ở đây anh em nhá. Ui, Light Spirit của lớp tôi, nếu mà tôi mua tôi lên được 3 sao rồi đây anh em ạ. Vãi cứt, Light Spirit với hai trái trứng lên được 3 sao bố rồi anh em. Trận này tôi lại không mua như này. Hay là bây giờ tôi lại mua nhỉ? Tôi đáng thật. Tôi ra 3 con Light Spirit và tôi bỏ qua rồi. Đấy, bây giờ lại ra thêm 2 con nữa. Ôi rồi ơi, thế là tôi đã bỏ qua mất một con Light Spirit 3 sao đấy anh em. Tại sao tôi lại không ôm mấy con Light Spirit mà tôi lại đi ôm mấy con võ sư nhỉ? Cái con gì nhỉ? Phong Vũ nhỉ? Phong Vũ võ giả đúng không? Lẽ ra là phải ôm mấy con Light Spirit anh em ạ. Trận này nó đã tôi đã bảo là được nhà phát hành người ta độ để PR cho kênh mà. Bắp kênh lên mà lại tôi đã... Ôi ôi, không đập phát chết mẹ hết luôn. Thật là như thế luôn. Tôi nghĩ là cái số phận của cái con này nó không khác gì đâu. Về lòm húng chó với chúng tôi. Thôi đi rồi. Gặp 9 Warrior là chắc đi ở bên kia đó. À ông này đánh cũng hay phết đấy anh em ạ. Chính ra nhá, cái ông chơi Glacier này cũng khôn. Chơi con Velom thì nó sẽ không sợ quá nhiều vào cái bộ 9 Warrior. Đấy, nếu mà chơi con Medu chắc chắn là xuống hố từ lâu rồi. Nhưng mà vì chuyển đồ cho con Velom ấy mới sống đến bây giờ đấy anh em. Đánh khôn phết đấy anh em ạ. Ừ nhờ. Thế là cũng chơi là cũng hay ấy chứ. Đấy, nếu mà coi như là cố chấp nhá, mà kiểu làm theo mấy clip của tôi ấy, dồn đồ cho con Medu là có khi bay màu từ lâu rồi đấy anh em ạ. Đấy, lại như thế cơ. Khốn phết. Ít ra dồn đồ cho Velom ấy thì nó cũng có hồi máu. Đấy.
chém lan của nó để đánh gọi là sát thương thuần, là xuyên giáp thì cũng được, đỡ mất máu hơn. Rồi, tôi nghĩ là sẽ có một người ra đi ở đâu này, đó chính là fan người Thái Lan. Ok, xong, vậy chưa? Đẩy thằng 9 Warrior còn 21 màu. Trời, cái bộ này mạnh quá nhở. Đã split rồi, 50 tiền anh em ạ. Ôi, chắc hết tiền rồi anh em ơi. Một round nữa được không? 25 màu, round này là có đi luôn không nhỉ? Từ từ bỏ cái này đã. Round này sợ đi luôn ý. Ôi, hết tiền luôn anh em ạ. Hay là đập trứng cho con Phong Vũ. Ờ, Phong Vũ còn hai con nữa. Rồi. 25 màu có đi luôn không? Nhưng mà nó lên được chú quỷ 3 rồi. À, chú quỷ 2 sao rồi. Chú quỷ 2 sao là cản được đấy. Cản được đấy. Có cản được không? Này thì cản này bạn ơi. Này thì cản. Ui, trầu phết nhở. Trầu đấy. Này thì trầu với chúng tôi. Ồ. Nhưng mà sống được đến round thứ 41. Được, 4 máu. Rồi, kiểu mấy con Phong Vũ thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ kiểu mấy con Phong Vũ 3 sao thôi. Chứ còn Light Spirit cái tầm này thì lên làm sao được nhở? Có lên được không? Khó. Light Spirit bây giờ làm sao mà lên được 3 sao? Vừa nãy mua thì là lên được rồi. Nhưng mà bây giờ mua thì nó lại bị muộn rồi anh em ạ. Chắc là tôi nuôi cái con Phong Vũ thôi. Chỉ còn con Light Spirit thì thôi nha anh em nhé. Light Spirit một con 2 sao đủ rồi. Than làm cái gì? Chủ yếu là muốn test cho anh em cái đội hình 6 cá thôi. 6 cá kẹp Metalist xem nó như nào đây anh em. Tôi trông là có vẻ tương đối là mạnh đấy. Chỉ bây giờ tôi chưa biết là cái nổ ấy, cái lỗ đam của 6 cá liệu rằng nó có hưởng cái hiệu ứng Metalist không thì tôi vẫn chưa biết. Bởi vì nó nhanh quá anh em ạ. Mọi thứ nó diễn ra nó quá nhanh. Rồi rồi, xong rồi đấy. Rồi lốt nha anh em nhá. Rồi lốt đây. Đát này, đát 2 luôn. Hay quá. Từ từ nhá. Con Phong Vũ, thôi, bán con này đi. Rồi lốt con Phong Vũ anh em còn một con nữa mà. Phong Vũ. Từ từ đã. Bỏ con này đi đã. Quên. Rồi, rồi lốt đi. Một con nữa thôi. Úi trời ơi. Đúng ra là dây cuối cùng luôn. Rồi. Đập trứng luôn anh em ơi. Kịp. Úi trời ơi, quá tuyệt vời cho một trận đầu anh em ạ. Rồi, kết thúc rồi anh em. Ui, cái gì kìa? Fan rồi, ông này người Nga cũng là fan của tôi anh em ạ, không phải anti. Trời ơi, đúng là cái quả nó gọi là nhà phát hành bắp rồi anh em ơi. Trận này quá tuyệt vời luôn. Thiên thời địa lợi con nhà bà Nhân Hòa. Đấy. Quá tuyệt vời. Không biết là có bao nhiêu thêm bao nhiêu sắp nhở anh em nhở. Chắc là trận này sau trận này sẽ có nhiều sắp đấy. Tôi đoán là như thế. Rồi, cảm ơn các anh em xem kênh. Cảm ơn anh em Quang Trần. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn những cái tình cảm của các anh em yêu quý dành cho tôi. Thật sự rất đáng là trân trọng. Anh em thấy hay, hãy để lại cho tôi một like. Anh em chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Một trong những cái line up cực kỳ bất lão, cực kỳ công nghiệp để leo rank top server trong thời điểm hiện tại anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái đội hình mà rất là thích hợp để có thể là trong những cái lobby, những cái giải đấu. Và cuối cùng, với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể ủng hộ cho tôi qua hình thức donate cũng như là qua đăng ký hội viên ở trên kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!